Ăn bánh tráng, cho nên là ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng mà cái này là bánh tráng mà. Cơm là cái này nè. Với nước mắm. Wow. Thầm mày bay hôn bay thiêu mà xứ khả nộm có nừng nừng ăn lâu có xứ nôm kìn có nừng nừng mấy hai phổm kìn ở lại rồi hả? Thầm mày ôi buồn quá mọi người ơi, bạn tới chơi mà mua đồ ăn có một hộp sữa với lại một cái bánh á, xong rồi Huy nấu phải nấu cơm với lại ăn với nước mắm với lại bánh tráng á, buồn ghê, giờ Huy ngồi ăn cơm với nước mắm đó, nước mắm Việt Nam này mọi người đó, với ăn mới bánh tráng chấm mắm. Cái bạn đã bạn mua có cái bánh với lại cái hộp sữa ngồi uống ngon lành luôn á. Hơi buồn mà hơi nấu cơm hơi ăn chứ nước mắm cho lát nữa là ngủ xong rồi mình hè cái nước mắm vô cho người bạn hôi. Sữa ốc chó lại mình lại đã mình ăn cho nước mắm nó hôi cho bạn đã buồn chơi ai mà bạn nó còn không mua gì cho mình ăn. Huy đói bụng quá trời luôn rồi. Sáng mai là Huy đi bạc tài già. Quay cho mọi người coi. Đi bay tay gian nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ đi đền Chân Lý. Cái đền này nó bằng gỗ, mọi người hơi sẽ quay cho mọi người coi đợt này, cố gắng quay. Mình ăn nước mắm xong mình hè hơi vô người bạn. Gần hết tô cơm. Tên là lại. Thế mày mới sập khủng. Cao mới กินกินควายเอ๊ะ
Campuchia. Bạn đó con đang có tin tức tiếng Campuchia mọi người. Bạn đã hay quen lâu lắm, một mấy năm rồi á, mà gặp không có nhiều lần thì mình có nói chuyện với nhau. Gặp cũng nhiều, ý là có gặp nhiều lần nhưng mà không có chơi thân, nhưng mà là biết nhau á. Hôm nay bạn qua nhà Huy ngủ nè. ăn cơm ai chỉ vậy? Tí ai chỉ ăn cơm? Ôn ôn to leo giang mai pho to lề. Này kim chocolate nè, chín lọ chín lọ còn phá lẳng nè, mấy chín lọ Huy mới ngủ dậy, bây giờ là xếp cái mấy cái đồ nhanh gấp là đi liền. Thì bạn quên mua chia, bạn đang ngủ mọi người. À, bạn đang ngủ. Bạn đang ngủ bây giờ Huy phải chạy qua chị Mai Huy lấy đồ đem về. Tại hôm qua mua thịt nướng nó quá trời mà chị Mai không ăn á. Chị Mai nó đem về cho uổng. Rồi đem về ăn với cả bạn Campuchia. Nửa tiếng rồi phải đi qua lại chị Mai rồi đi Pattaya liền. Huy phải đem cái trượt ván nè, chạy qua chơi không có kịp thời gian á mọi người. Chạy qua lấy đồ ăn về chị Mai ra không quen. Huy dẫn chị Mai vô cái chỗ, cái đường mà soi cao bồi là cái đường mà có nhiều bắp mà của trai gái đi chơi bắp đồ vui á mọi người. Bây giờ bữa nay chú Huy bây giờ Huy vô chỗ trai gái á, và mấy người trên mạng cũng nói Huy là người đê. Chạy không kịp phải đem cái ván đem qua, vừa lấy đồ ăn, lấy đồ ăn vừa cho bạn Campuchia ở dưới Hội ăn luôn. Hồi lấy cái bịch đồ ăn về này mọi người, ván được là tiếp tục hoạt động, chạy về nhà gấp ăn với bạn Campuchia rồi đi Pattaya liền. Chị Mai nói chứ, ôi em chạy cái này à, đem cái này thêm Pattaya luôn đi cho chị chơi tối chiều, chị em chơi cái này trượt cái đã chị. Chị Mai giống con nít lắm mọi người. Chị Mai kia chở chị tiếp, đem cái này cho chị theo nhá. Đây Huy đã nướng thịt đồ và mọi thứ trẻ nem nè, rau và cái này là nước chấm. Ở chỗ đó có nhiều lắm, có 12 loại luôn á. Mà ở đây là Huy lấy cái loại này có kè rồi, nhìn giống như cái ói của người khác nhưng mà nó rất là ngon nha. Xôi nè, kêu bạn Campuchia dậy ăn cho trễ rồi. Tông bay, bọn tông bay Pattaya mánh xài léo. Huy đứng đây thì mua thịt nướng cho chị Mai với anh Gray, thích ăn thịt heo á, tôi mua đem qua cho anh. Chị Mai, anh Gray, anh đây hỏi cho ủa chú về Việt Nam hả? Xong bây giờ Huy sẽ mua là mấy cái xiên heo và đem qua khách sạn trước khi đi ăn bữa tối. Đây, những cái loại mắm ở đây nè mọi người, Huy đã review ở đây rồi, mình muốn ăn bao nhiêu cũng được hết á. Cá nè, đó nem nè. Đây cái này là ở vùng y sản á, mũ anh đi mua cọp gì á, mũ cọp hay gì á. Rồi mấy cái này là lòng á. Ô cá mê hả ta? Mê là cái nào ta? Cái này phải mê không ta? Mua một cái mê ăn. Cái này là tim nè hả? Huy không có ăn đồ lòng được, nhưng mà cái mê thấy cũng ngon quá hả? Cái mê cũng ngon. Đó, Huy mua bao nhiêu đây nè. Đó, thịt heo. Đây thì mới mua cho chị Mai cái lông mi này 3D nè. Lát nữa chị Mai trang điểm lên cho coi thử có khác không nha. Trời được. Đồ ăn nè. Trời ngon lắm nha, ngon lắm nha. Bây giờ mình xuống mình quay hồ bơi cho mọi người nha mọi người. Đây là hồ bơi của những cái tầng khác xung quanh đó mọi người. Cái chỗ đây Huy đã quay cho mọi người rồi đó. Chỗ đó là Hủa Lâm Phong nè. Rồi cái đường đó là đi đâu ta? Để Huy nhớ là coi. Đi hình như
đi Chinatown nè, đi ra Chinatown là hướng này. Xong rồi bên đó là có cái Sam Giản Midtown 24 hour đầu tiên ở Bangkok đó mọi người. Đó, bây giờ mình xuống hồ bơi nha. Đây. Xuống hồ bơi coi thôi mọi người ơi. Người ta ghi là Swimming Pool Spa and Fitness nè. Đó, ở đây người ta có khăn và dép cho mình đầy đủ nha mọi người. Không gian hồ bơi. Không gian hồ bơi ở đây đó. Kia là tòa nhà Maha Vikhanakorn, Maha Nakhon. À. Và một buổi chiều đầy nắng và gió. Không gian ở đây rất là chill chill, người ta nằm tắm nắng và có một hồ bơi nhỏ ở bên đây cho các trẻ em để bơi, các cháu, các bé có thể đi cùng với bố mẹ và có phòng tập gym ở trong đây này mọi người thấy không? Có một cái quầy bar nhỏ. Hồ bơi cũng có jacuzzi đó ha mọi người ha. Khách sạn này là đối diện nhà Huy á. Gần lắm mọi người. Chiều đẹp quá ha. Có những cái chỗ mà để nằm đó, mình có thể nằm ở đây nè và tắm nắng. Ngồi đây ngắm cái tòa nhà và cái buổi chiều ánh hoàng hôn rất là chiêu chiêu cho mọi người. Mọi người có thể ngồi đây nè, rồi mua một cái ly cocktail và nằm trên cái sàn này, có thể bơi luôn. Có ai muốn nằm với Huy ở đây không? Yeah, thích quá luôn mọi người ơi. Chờ chị Mai trang điểm xong rồi chờ anh Gray mời Huy đi ăn ở cái nhà hàng mà Huy chỉ với anh chị rất là thích đó. Ở trong đây người ta có cái special complimentary này, fresh red and apple, green apple for your healthy and enjoy workout. Người ta để cho mình táo xanh, táo đỏ để cho mình luyện tập và có khăn lạnh, khăn nóng hay khăn lạnh gì đó và nước detox khi mình tập thể dục xong rồi mọi người. Đó, đây là phòng thể dục của một cái khách sạn gần nhà Huy nha mọi người. Phòng gym và có tivi đầy đủ hết. Ở ngoài đây là hồ bơi đó mọi người. Ở đây có thảm tập yoga mọi người có thể lấy nha. Là Huy vừa hỏi cái chị đó là ở đây có steam room không, là phòng xông hơi được không? Chị nói có nhưng mà mình phải booking trước ở trong spa. Ở đây có nghĩa là có spa riêng luôn nè mọi người đó. Chỗ trong đó là đây là phòng spa của khách sạn nha mọi người. Là mình có thể massage và trả tiền chi phí, nhưng mà phòng steam room là free. Đây là toilet của khách sạn nha mọi người, có tăm bông nè, body lotion và có phòng tắm cho chúng ta có thể tắm ở đây. Đó, người ta phòng thiết kế phòng tắm lộ thiên cũng hay quá ha. Đứng trong đây tắm nè. Nó cũng có shampoo, conditioner rồi luôn ha. Đó, những cái loại tốt. Những cái khách sạn mà tốt tốt người ta để mấy cái dầu tắm cũng tốt không à. Ở đây có một cái máy sấy, một cái chỗ để đồ cho mình móc đồ lên, ngộ quá. Thiết kế cũng rất là sang trọng. Nữ thân Hy Lạp. Chương trình là tóc. Chị Mai kêu để chị ủi cái tóc xong rồi đi em. Là bộ đồ đây là nữ thân nè. Nữ thân, anh gây kêu là Cleopatra ha. Yeah, Cleopatra là nữ thân, nữ hoa Ai Cập. The Queen of Egypt. Egypt. She was very famous actress called Elizabeth Taylor. Oh, wow. She was the original actress. Now she here, she come here. She come to Thái Lan and ủi cái tóc. Ủi cái tóc là chuẩn bị đó. Anh Ray nói là do you like this book? This is the Queen of London. She just passed away. She very famous. She no needs go. She no needs go passport to go some country, huh? In the newspaper, I read some. Wow. He died one year before. She just died. Really? Yeah. Okay, anh đây là ảnh chết trước một năm, qua đời trước một năm và nữ hoàng qua đời năm this year, right? Yeah. Cái này nữ hoàng Anh rất là nổi tiếng trên thế giới, là cái nơi is this your country in great của anh Gray. Cái chị Mai mua quà Giáng sinh, this is Christmas gift for Gray from my when she was very young. Wow, that's her mother and that was her father. Wow, father, mother and she young huh? She here and her sister. The twin? No, not twin, but the face is the same. Very, huh? Similar, very similar. Oh my god. And the dog here still part away. The dog is gone long. I'm sorry for that. But
Wow, rất nước Anh đó mọi người, nước Anh đó. Đây là quyển sách của nước Anh. Oh, đẹp quá ha. It's so beautiful book. Yes. Wow. That's Lady Diana. Yeah. She... And that's Prince Charles now. He the king. He the king now. King Charles. Really? When he young. Wow. But Diana very famous, huh? Very famous. But the accident so scary. Yes. In the tunnel in France. Mọi người, cái chị Diana là con nương bị mất tai nạn mà ai cũng sợ hết. The king and the queen from Egypt. Đã coming Christmas in Bangkok. Hello the queen and the queen. Con có thể quỳ xuống. Ồ, cái túc túc luôn nè chị. Bay đai mấy khắp. Bay lơi đai mấy khắp. Sạc hỏn xịt rồi. Đây mát lơi. Okay. Cowboy. Này mới đi vô chỗ soi cowboy lần đầu tiên Huy đi luôn mọi người ơi. Lần đầu tiên đi vô cái chỗ ở đây luôn, Huy đi ngang ở đây nhiều lần mà. Taxi, cái này taxi. Ủa nhưng mà we had taxi already. Đây là soi cowboy nè nha mọi người đó. Huy mới đi với anh đó, với chị Mai. Lần đầu tiên Huy ở Thái Lan cho Huy chưa vô môn mấy chỗ đó. Nhiều người nói Huy là làm... Hả? Yeah, he know. Yeah, he know, I told him already. Surawan. Wrong name, Lemon Triang hả? Lemon Triang. Surawan hả? Montian Plaza hả? Rồi, thế là hôm nay mình đã đi chơi xong và ngày mai chúng mình sẽ đi Pattaya và hẹn gặp mọi người tại Pattaya nha. Chào tạm biệt Andre. Bye, see you tomorrow. You have couple and I don't have couple. Huy nói là hai người là có đôi có cặp nè. Nữ thần ai cặp. Xin chào nữ thần ai cặp. Và hoàng thơ gì á, mắc cười quá. Bye bye anh chị, mà ngày mai tụi mình sẽ đi Pattaya và hẹn gặp mọi người ở Pattaya nha, vào dịp Giáng sinh. Hy vọng clip này sẽ rất là thú vị.